Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bất khuất cấn thị thêu. Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại Giang San, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người ta. Câu nói với khẩu khí ngút trời của bà Triệu Thị Trinh cho thấy phụ nữ Việt Nam thật đáng kính nể. Người nữ tướng ấy dù lực lượng yếu hơn nhiều nhưng vẫn hiên ngang đứng lên chống lại quân giặc phương Bắc và đã đánh thắng trên 30 trận, dù cuối cùng thất bại và tuẫn tiết dưới chân núi Tùng, nhưng trang sử hào hùng vẫn còn lưu mãi. Bà Cấn Thị Thêu ở Dương Nội khiến cho nhiều người liên tưởng đến khí phách bà Trưng, bà Triệu dám hiên ngang đứng lên trước bạo quyền bất chấp tù đầy oan trái. Đây là hình ảnh bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư đứng trước tòa hôm 5 tháng 5 năm 2021. Sau 3 bản án của chính quyền Cộng sản Việt Nam độc tài nhằm đè bẹp ý chí của phụ nữ nông dân chất phác, bà Cấn Thị Thêu trở thành một nữ anh hùng bất khuất, không thua gì bà Trưng, bà Triệu năm xưa. Tại phiên tòa với một bản án tù lần thứ 3 này, tinh thần và khí phách ấy vẫn giữ nguyên, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả hai lần trước. Tên tôi là nạn nhân Cộng sản. Đó là câu trả lời của bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Tư cho tòa về họ tên trong phần xác định lý lịch. Chứng kiến sự đanh thép, bất khuất của họ tại tòa, mất tự chủ, tôi ứa nước mắt vì xấu hổ. Và cũng lần đầu tiên trong một phiên tòa, câu nói nổi tiếng của người Tổng thống khi xưa ở miền Nam Việt Nam được nhắc đến: đừng tin những gì Cộng sản nói. Đó là những lời tự sự của luật sư Đặng Đình Mạnh thốt lên sau buổi sáng đầu tiên bảo chữa cho bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư tại phiên tòa vào ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Tòa Nhân dân tỉnh Hòa Bình. Trước đó, luật sư Lê Văn Luân cũng kể lại cuộc thăm gặp bà Cấn Thị Thêu trong tù ngay trước phiên tòa như sau. Hôm nay, theo lịch, tôi vào gặp bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Tư là con bà Thêu trong vụ án mà họ bị truy tố tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Về tinh thần và quan điểm, họ không khai gì suốt thời gian điều tra, tức là quyền giữ im lặng. Đến nay, họ vẫn giữ nguyên những nhận thức cũng nhận định của mình trước các cáo buộc về việc dùng tài khoản mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền chống nhà nước. Bà Thêu có nhắc lại sự kiện rằng ông Trịnh Bá Tư tuyệt thực khoảng 20 ngày và bà nói, bằng giọng trùng xuống, lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây, khi nghe tin đó, cô nhỏ hai giọt nước mắt và cô coi đó như là giọt máu. Sau khi biết sức khỏe của cậu con trai đã ổn định thì cô đã trở lại sự mạnh mẽ như ban đầu. Gia đình bà Thêu, một gia đình thuần nông dân mất đất khiếu kiện kéo dài hơn chục năm sau khi thu hồi đất cho dự án. Và cứ thế họ không im lặng trước bất cứ vấn đề bất công hoặc nhức nhối nào của xã hội. Và rồi họ bị bắt, bà Thêu và hai con trai trong hai vụ án khác nhau cùng một tội danh. Đây là hình ảnh bà Cấn Thị Thêu bên phải và con trai là Trịnh Bá Phương ở giữa và Trịnh Bá Tư bên trái. Theo lịch xét xử, phiên tòa sơ thẩm sẽ được Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở xử vào ngày 5 tháng 5 năm 2021. Mặc dù chưa xét xử sơ thẩm, nhưng bà Thêu cho biết sẽ kháng cáo tới cùng để bảo vệ mình. Những dòng tường thuật của luật sư Lê Văn Luân trên trang Facebook cho thấy cả gia đình họ không hề khai báo gì trong suốt quá trình điều tra, tức là họ chưa bao giờ xem mình là tội phạm và cần thiết phải khai báo hay điều tra gì cả. Không những thế, anh Trịnh Bá Tư còn tuyệt thực suốt 20 ngày để phản đối. Nhưng anh trai lớn Trịnh Bá Phương thì bị ép buộc chuyển qua bệnh viện tâm thần để điều trị cùng với những người điên, mặc dù anh Phương chưa bao giờ có biểu hiện tâm lý bất thường. Gia đình bà Cấn Thị Thêu là nông dân nhưng lại trở thành kênh truyền thông trực tiếp sớm nhất đối với những cộng đồng và những động thái đe dọa của chính quyền vài tuần trước khi vụ tấn công đẫm máu xảy ra ở thôn Hoành, làng Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 năm 2020, dẫn đến vụ sát hại cụ Lê Đình Kình và bắt đi 30 người dân chỉ vì họ có tinh thần kiên quyết chống lại hành xử bạo ngược, trái pháp luật của một số quan chức mà họ xem là thuộc nhóm lợi ích. Nhà báo công dân hay nhà báo tự do, dũng cảm là hành động của gia đình bà Cấn Thị Thêu đã gây tức tối cho nhà cầm quyền, khiến họ đã nhiều lần muốn bắt Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của họ là bắt đi cả ba người trong gia đình, gồm cả bà Cấn Thị Thêu cùng hai người con trai của bà.
Sự việc này xảy ra trước giai đoạn xét xử những người dân làng Đồng Tâm, khiến cả hai người con trai cụ Lê Đình Kình đều bị tuyên án. Đây là hình ảnh ông Lê Đình Kình đã bị Bộ Công an cho lính bắn chết và con trai Lê Đình Công ở giữa thì bị tuyên án tử hình. Lê Đình Chức bên phải cũng bị tòa tuyên tử hình. Cùng lúc họ truy bắt nhà báo Phạm Đoan Trang vì bà Trang đã lên tiếng mạnh mẽ và công bố bản báo cáo Đồng Tâm song ngữ Anh Việt. Trước đó, bà Phạm Đoan Trang cũng xuất bản nhiều đầu sách khai sáng dân chủ dưới cái tên Nhà xuất bản Tự do. Mới đây, nhà cầm quyền đã tiếp tục bắt giam bà Nguyễn Thị Hạnh, người sáng lập quỹ 50.000 đồng và là người thay mặt cho gia đình cụ Lê Đình Kình nhận tiền phúng điếu qua tài khoản Vietcombank do nhiều người đóng góp trị giá lên tới 500 triệu đồng. Số tiền này khi ấy bị nhà cầm quyền tịch thu với quy kết là ủng hộ khủng bố. Cùng trong giai đoạn trước và sau đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp nối là bầu cử quốc hội thì nhà cầm quyền đã ra tay bắt bớ hàng loạt các nhà hoạt động dân chủ và nhà báo tự do. Riêng vụ tử hình hai dân làng Đồng Tâm và bắt giam gia đình bà Cấn Thị Thêu, bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang và nhà hoạt động từ thiện dân chủ Nguyễn Thị Hạnh đã cho thấy bạo quyền và sự tàn ác ngày càng dâng cao tại Ba Đình, mà người đứng đầu phải chịu trách nhiệm không ai khác, đó chính là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ Hà Nội, Facebook Phạm Minh Vũ cũng đưa ra bình luận như sau: một chế độ tự xưng là tự do và dân chủ vì dân, vậy mà cướp hết tư liệu sản xuất của nông dân rồi đẩy cả gia đình nông dân vào tù tội vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Chế độ đó lan tỏa tinh thần cướp đất khắp nơi, tạo ra một lực lượng dân oan hùng hậu nhất thế giới, nhưng vẫn chưa đủ tự hào. Chế độ đó lại đem hàng ngàn quân lính về, chụp cho nông dân một cái mũ khủng bố để thẳng tay nổ súng sát hại một cụ già đảng viên gần 90 tuổi, vẫn chưa cảm thấy ghê tay. Đây là hình ảnh khắp phòng ngủ của cụ Lê Đình Kình đầy vết đạn bắn, ảnh do giáo sư Hoàng Xuân Phú chụp. Chế độ đó bắt giam cả dòng họ, cả ba đời nông dân và gán cho họ hàng loạt tội vô lý, vẫn chưa cảm thấy ghê tởm. Chế độ đó lại đem ba đời nông dân ra xét xử với thái độ chu di ba đời nông dân để mà cướp cho xong miếng đất. Hỏi chế độ đó, Trúc Nam Sơn có ghi hết tội hay không? Nước Đông Hải có rửa sạch mùi hay không? Nhà bình luận Phạm Minh Vũ đã nêu ra quận nhận định và quan điểm của mình như vậy. Sau vụ bắt 4 thành viên nhóm báo sạch, mặc dù nhà cầm quyền tỏ rõ thái độ sẵn sàng đè bẹp bất cứ ý chí phản kháng nào nhen nhúm, nhưng qua khí phách của mẹ con bà Cấn Thị Thêu mới đây cho thấy dường như bạo lực của nhà tù chỉ làm tăng lên sự phẫn nộ và ý thức đối kháng từ người dân trong cả nước và nước ngoài. Ngày hôm nay các ông bắt một người sẽ có 100 người đứng lên. Ngày mai các ông giết một người sẽ có 1 triệu người đứng lên. Lần trước bị bắt tù bà Cấn Thị Thêu đã nói như vậy. Mới đây trước khi bị xét xử, bà gửi thư ra bên ngoài và tuyên bố như sau: tôi và gia đình tôi hoàn toàn không có tội. Những kẻ có tội chính là bè lũ quan chức cộng sản độc tài tham nhũng. Đảng Cộng sản độc tài tham nhũng chính là lũ giặc nội xâm đang ngày đêm tàn phá quê hương Việt Nam. Tôi không hề sợ hãi trước sự đàn áp đê hèn của chế độ độc tài cộng sản. Sự đàn áp chỉ khiến tôi quyết tâm hơn trên con đường đấu tranh đòi quyền dân chủ của người dân phải được thực thi, nhân quyền của người dân phải được tôn trọng. Lần thứ nhất là vào tháng 4 năm 2014, khi quay video cảnh Công an Hà Nội tấn công người dân biểu tình bằng gậy và rùi cui trong lúc cưỡng chế tịch thu đất của dân ở Hà Đông, bà Cấn Thị Thêu đã bị nhà cầm quyền buộc tội chống lại người thi hành công vụ ở điều 257, bị bắt ngồi tù 15 tháng. Chồng bà, ông Trịnh Bá Khiêm cũng bị bắt và bị kết án 15 tháng tù giam. Hai người đã bị công an đánh đập dã man khi bị bắt. Đây là hình ảnh bà Cấn Thị Thêu hiên ngang đứng trước phiên tòa kết án lần thứ hai hồi năm 2016. Lần thứ hai vào tháng 6 năm 2016, họ bị bắt giam bà 20 tháng và quy kết tội gây rối trật tự công cộng. Lần thứ ba vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, bà Thêu và con trai út Trịnh Bá Tư bị bắt tại nhà ở Hòa Bình dưới điều 117 đã làm tàng trữ phát tán tài liệu chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng ngày, con trai đầu lòng của cô bà là Trịnh Bá Phương cũng bị bắt tại nhà ở Hà Đông. Khi ấy, con trai thứ hai của Phương mới sinh được có 4 ngày. Trong quá trình đấu tranh chống lại cường quyền áp bức, bà đã từng tuyệt thực 13 ngày. Bà được cộng đồng quốc tế quan tâm và công nhận là một nhà hoạt động về quyền đất đai với những đóng góp cho việc đòi lại công bằng cho người dân bị thu hồi
đất Oan Sai bị nhận đền bù ít ỏi so với giá trị thực tế của nó. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân chính là về chính sách đất đai, cụ thể là chính sách đền bù giải tỏa về nhà đất của người dân, mà hai thân chủ chúng tôi cho rằng chính mình đã là nạn nhân trực tiếp. Do đó họ đã đồng cảm với người dân Đồng Tâm, họ cho rằng đồng cảnh ngộ với nhau nên đã lên tiếng để thông tin, để bình vực. Nếu chính sách đền bù giải tỏa của đất đai của người nông dân công bằng, đảm bảo cuộc sống cho họ sau khi bị giải tỏa thì đã không có những Dương Nội, Đồng Tâm, Tiên Lãng, Văn Giang, Thủ Thiêm hoặc Vườn Rau Lộc Hưng và những đoàn dân oan tập trung ở Hà Nội. Đó là lời phát biểu của luật sư Đặng Đình Mạnh trong phần bảo chữa cho hai mẹ con bà Cấn Thị Thêu tại phiên tòa vào ngày 5 tháng 5 năm 2021. Bà Thêu và Tư đều bị tuyên cùng một mức án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế tại địa phương sau khi kết thúc thụ án. Kết thúc tuyên án, tiếng nói của cả hai mẹ con lại vang lên, dòng chữ mà ai cũng biết, họ bất khuất về tinh thần nhưng lại khổ quá. Luật sư Lê Văn Luân đã ghi nhận trên trang Facebook cá nhân sau khi tham dự phiên tòa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 7 tháng 5 năm 2021 với bản tin Bất khuất Cấn Thị Thêu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.